cấm vợ, chồng đi học lớp, ích kỷ quá đáng hay cách để bảo vệ gia đình. Nhiều người cho rằng, nếu bạn đời có tình cũ thời đi học thì không nên cho họ đi học lớp vì rất dễ xảy ra chuyện ngoại tình. Gần đây, một nam độc giả tâm sự chuyện không cho vợ đi học lớp sau 15 năm ra trường vì vô tình xem được tin nhắn của nửa kia với bạn trai cũ từ thời đại học, bên cạnh nhắc lại những kỷ niệm và trốn hẹn hò ngày xưa, hai người còn thổ lộ chuyện riêng tư, điều khiến người chồng băn khoăn là tình cũ của vợ chia sẻ việc đã ly hôn và còn nhấn mạnh yêu một người, lấy một người nên mới khổ vậy, sợ rằng tình cũ không rủ cũng tới anh lấy cớ đi công tác để vợ phải ở nhà trông con vì bất đồng quan điểm các vợ chồng đã xảy ra cãi vã gay gắt cách để bảo vệ hạnh phúc gia đình trước câu chuyện không hiếm gặp trong cuộc sống nhiều độc giả bày tỏ ý kiến trái chiều trong đó phần lớn ủng hộ người chồng không cho vợ đi học lớp vì lo sợ cô sẽ nối lại tình xưa tình cũ không rủ cũng tới phòng bệnh hơn chữa bệnh nhất là người kia đã ly hôn bạn nên phân tích rõ cho vợ nghe toàn thiện anh bình luận dương tuấn hưng cũng đồng tình khả năng ngoại tình trong câu chuyện kể trên khá cao khi người vợ lén tâm sự với người cũ bản thân độc giả này cũng từng trải qua chuyện cho bà xã đi học lớp rồi phát hiện bị phản bội theo hoa giao huy việc đồng ý cho bạn đời đi học lớp là bình thường tuy nhiên người vợ trong câu chuyện trên dù đã có gia đình vẫn ôn lại kỷ niệm với người yêu cũ thậm chí nhắn tin đến ngủ quên là không bình thường anh chồng không cho vợ đi cũng là cách để bảo vệ gia đình tùy mỗi người một cách nghĩ nam độc giả bày tỏ phép thử hôn nhân trong khi đó suri tràn bức xúc cho rằng là phụ nữ bản thân cũng không chấp nhận được hành động nhắn tin qua lại với tình cũ của người đã có chồng con nếu cô vợ nhất quyết đòi đi tốt nhất cả gia đình cùng đi coi như nghỉ ngơi 2 đến 3 ngày, người đàng hoàng không có gì phải sợ. Nữ độc giả viết, cách cho chồng cùng đi họp lớp cũng được Lê Thanh Giang đưa ra. Độc giả này gợi ý, người chồng nên nhẹ nhàng đề xuất, anh sẽ đưa em đi, nhân tiện mình nghỉ ngơi một chuyến để xem phản ứng của vợ. Từ đó, cả hai sẽ cùng tìm ra phương án giúp đôi bên cùng thoải mái. Chủ tài khoản Dung Nhu góp ý thêm, trong khi vợ đi gặp bạn bè, người chồng có thể đưa con theo và thuê khách sạn gần địa điểm bà xã họp lớp, cả nhà nhờ đó cũng có phút giây nghỉ ngơi bên nhau. Trái với những ý kiến trên, một số độc giả lại có quan điểm, người chồng không có quyền bắt vợ phải làm theo ý mình bùi thành nam hưng nhận xét chồng nên tôn trọng quyền riêng tư của vợ chưa kể việc lén xem điện thoại của đối phương cũng là không đúng việc ken tung chứng tỏ chồng thiếu tự tin và không tin tưởng vợ mình điều này nên xem lại vì mất niềm tin khó lấy lại hơn nhiều cô ấy hy sinh cho gia đình nhiều nên giờ khi con lớn nhu cầu được tụ tập hội nhóm giải trí là chuyện bình thường muốn sẽ tìm cách không muốn tìm lý do anh nói nam độc giả nói thêm việc chồng để vợ đi học lớp cũng là phép thử về sự thủy chung của vợ và thử thách sự tin tưởng với chồng độc giả đơ hốp phan văn khuyên người chồng chia sẻ thẳng thắn suy nghĩ của mình với vợ sau đó việc đi hay không là do cô ấy tự quyết định khi em nguyễn đồng tình điều quan trọng vẫn là việc người vợ muốn gì việc chồng cấm cản tra hỏi và cho phép đều không phải mấu chốt đừng vô tình biến tình yêu thành trách nhiệm cô nói trung hoàng cũng chỉ ra điều quan trọng là tập trung chăm lo cho con cái hôn nhân đôi khi cũng cần có những phép thử thì mới có thể bền chặt lâu dài thiên nhi